Trưởng đoàn Indonesia dọa bỏ AFF Cup sau trận thua U23 Việt Nam. Trưởng đoàn bóng đá Indonesia dọa bỏ AFF Cup sau trận thua U23 Việt Nam tại chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Indonesia bức xúc vì pha đánh muội, báo Tribun Medan cho biết trưởng đoàn bóng đá Indonesia, ông Sumadi, mới đây đã có phát biểu về trọng tài Hiroki Kasara, người cầm còi trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam. Ông Sumadi tỏ ra không hài lòng với nhiều quyết định của trọng tài Kasara ở trận chung kết, tâm điểm là việc hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc của Việt Nam đánh mùi cầu thủ phía Indonesia. Pha chiếu chậm cho thấy cầu thủ mang số áo 20 đã cố tình đánh chỏ vào mặt đối thủ. Nhưng trọng tài Kasara đã bỏ qua pha phạm lỗi này trên các trang mạng xã hội và diễn đàn bóng đá. Người hâm mộ Indonesia vô cùng bức xúc về tình huống này, hashtag GoodBeUp xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Indonesia, sau khi chủ tịch câu lạc bộ Madura United của Indonesia, ông Ashan Kosa, đưa ra lời khuyên Indonesia nên rời bỏ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, và cụ thể là AFF Cup trước mắt để phản đối sự bất công. Xem xét rời AFF Cup. Ông Kosa viết trên Instagram, nếu cầu thủ này không bị AFF trừng phạt, Indonesia nên xem xét việc rút khỏi mọi giải đấu của AFF trong tương lai. Tuyên bố của ông Kosa được đông đảo cổ động viên Indonesia hưởng ứng. Và ngay cả ông Sumadi cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm của người đồng hương. Về trọng tài, thành thật phải nói rằng có nhiều điều chúng tôi cần phải lưu ý, ông Sumadi nói khi được phóng viên hỏi về khả năng bỏ AFF Cup 2024. Ông Sumadi trả lời, có thể chúng tôi cần phải suy nghĩ về việc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.